Mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện Chuyến xe định mệnh, tác giả Nguyễn Hạnh Loan, giọng đọc nghệ sĩ Mạnh Hùng, biên tập video ông già nhà quê Trịnh Ngọc Dung. Chúng tôi tuy học cùng trường nhưng khác khóa, vì anh đi bộ đội về rồi mới thi vào trường nên tôi không biết anh. Trường đại học kiến trúc khi đó mới từ nơi sơ tán chuyển về làng Cổ Nhuế, Hà Nội. Trong một lần đi xe ô tô của trường để đi học, chúng tôi mới biết nhau. Khi xuống xe, chúng tôi lại về cùng một hướng nên anh đã làm quen với tôi. Từ đó, hàng ngày chúng tôi cùng nhau đi học. Thật vui vì có bạn đồng hành, phải không các bạn? Quý mến nhau mấy năm, nhưng chỉ đến khi tôi trở về Quảng Ngãi nghỉ hè năm đó, năm 1981, anh mới nói lời yêu tôi. Tôi mới về nhà được một tuần thì nhận được tin anh bị bệnh hiểm nghèo. Anh là bộ đội đi học và căn bệnh của anh là do những năm chiến đấu ác liệt tại chiến trường miền Tây Nam Bộ, quân khu 9. Tôi chào ba má và các em trở ra Hà Nội với bao lo lắng về anh. Gặp bác sĩ tìm ra bệnh cho anh, ông nói Dũng bị căn bệnh hiểm nghèo, 1.000 trường hợp mới có một trường hợp cứu được, với điều kiện phải là con nhà giàu hoặc sống ở Đà Lạt, Sapa. Cháu với Dũng mới yêu nhau, cháu có quyền bỏ nó, nhưng chú khuyên cháu nếu bỏ nó lúc này nó sẽ mù luôn. Chú rất thương nó vì nó còn trẻ, cả tuổi trẻ nó hy sinh vì đất nước, nay trở về đang học đại học lại bị căn bệnh hiểm nghèo. Khi đó tôi chỉ biết khóc và im lặng. Những ngày sau đó là những ngày nặng nề đối với anh. Hai mắt bị xuất huyết, không nhìn thấy gì, ăn uống tự xúc bằng bát to, đi lại lần sờ, dò dẫm. Trước tình cảnh đó, chúng tôi quyết định cưới để tạo điều kiện giúp nhau chữa bệnh với sự động viên của các bạn học phổ thông và được sự đồng ý của ba má tôi và bố mẹ anh. Và một lễ cưới có 102 ở Hà Nội khi đó. Một ấm trà, một đĩa kẹo, một bao thuốc lá trong những ngày lạnh nhất 11 độ. Chúng tôi bên nhau từ năm 1982, giúp nhau vượt qua căn bệnh sau 10 năm trời chữa chạy. Không kể, nhưng chắc chắn các bạn đã hiểu chúng tôi phải vượt qua biết bao khó khăn và thử thách cuộc đời. Thật may mắn cho vợ chồng trẻ chúng tôi khi đó gặp được hai bác sĩ và hai chị em y tá là những người sau này trực tiếp chữa chạy, chăm sóc cho Dũng với tất cả tấm lòng, lương y như từ mẫu. Rồi trời cũng thương nên Dũng tôi đã học xong đại học và đi làm với di chứng để lại: mắt phải 0/10, mắt trái 6/10. Sau 15 năm đầy vất vả, lo âu, vượt qua cuộc sống đầy sóng gió như mọi người thời điểm đó, đến giờ khi tuổi đã xế chiều, chúng tôi vẫn song hành cùng nhau trên mọi nẻo đường đất nước, cùng đồng đội anh đi tìm đồng đội, chia sẻ đến mọi người bằng tất cả yêu thương mà trời Phật đã ban cho vợ chồng tôi. Cảm ơn con gái Hồ Loan, anh Mạnh Hùng đã động viên tôi viết nên câu chuyện cuộc đời, chia sẻ để các bạn trẻ hiểu chút chút về cuộc đời cha chú mình mà trân trọng
cuộc sống bây giờ. Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2024. Nguyễn Hành Loan.